Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông: Này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giê-xu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giê-xu bảo, chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu lần thứ ba loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn mà người sắp phải chịu. Người cũng dạy cho các môn đệ bài học về sự phục vụ. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn rằng con người sẽ bị nộp, bị đánh đòn, bị treo trên thập giá, thì các môn đệ của Ngài dường như không mấy quan tâm. Do vậy, họ chẳng nghe và cũng chẳng hiểu, bởi họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đầy quyền năng và uy quyền khi người có thể làm được nhiều phép lạ và giảng dạy rất khôn ngoan, được nhiều người kính phục và đi theo. Một người như thế thì làm sao có thể bị bắt vác thánh giá và chết nhục nhằn thê thảm được? Các môn đệ đang sống trong niềm hy vọng, ảo tưởng về địa vị và danh vọng mà họ sẽ có được khi đi theo Chúa. Sự ảo tưởng đến mức tham lam, ích kỷ khi mà hai môn đệ qua lời cầu xin của bà mẹ đã muốn một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong nước thầy. Còn các môn đệ khác khi nghe thấy điều này thì tức tối, ghen tị. Thực sự, qua việc này chúng ta cũng nhận thấy rằng các môn đệ của Chúa Giêsu đã hoàn toàn mù tối về thầy mình, về công việc mà người đang thực hiện và về cuộc khổ nạn mà người sắp phải chịu. Còn Chúa Giêsu thì người biết rõ các ông, biết cả những suy nghĩ và tham vọng của họ. Do đó, thay vì giải thích, Chúa Giêsu đã dạy cho các ông bài học về việc phục vụ. Theo lẽ bình thường thì người đứng đầu sẽ dùng uy mà thống trị, người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã thẳng thắn chỉ dạy các môn đệ, giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Chính Chúa Giêsu không chỉ nói suông, mà người còn hành động để nêu gương cho các môn đệ khi trong bữa tiệc ly. Chính người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Sứ mạng mà Chúa Giêsu muốn trao phó cho các môn đệ chính là sứ mạng phục vụ. Phục vụ theo gương của Chúa Giêsu là sự khiêm nhường, tận tụy,
hết lòng hết sức, đến nỗi là sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Để sống đúng tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu không dễ chút nào, bởi con người lúc nào cũng có tham, sân, si, không sao tránh khỏi. Ai cũng muốn việc làm của mình được người khác biết đến, để được ca ngợi, để được trả công xứng đáng, cho đi để được nhận lại, phục vụ để được người ta phục vụ lại. Do vậy, chúng ta cần xin ơn Chúa để người thanh luyện tâm hồn và ước muốn, ban cho ta sức mạnh và ơn khôn ngoan, để có thể sống phục vụ mọi người cách quảng đại, quên mình và phục vụ vì Chúa Kitô.